For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247, xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý. Em trai Ngọc Sơn bỏ showbiz khi ở đỉnh cao, thành tỷ phú và có bằng tiến sĩ. Ngọc Sơn sinh ra và lớn lên trong gia đình có 4 anh chị em, ngoài chị gái Thu Hiền theo đuổi công việc bác sĩ, cả 3 anh em trai Ngọc Sơn, Ngọc Hải và Ngọc Hà đều bén duyên với nghệ thuật. Vào những năm cuối thập niên 80, Ngọc Sơn đã là một giọng ca đình đám được đông đảo khán giả yêu mến. Nhờ sự nổi tiếng của mình, anh dìu dắt hai em trai đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Ngọc Hải là người nhận được sự chú ý nhiều hơn cả, nổi đình đám nhờ bản hit Mưa Bụi. Ở thập niên 1990, Ngọc Hải được đánh giá là giọng ca trẻ sáng giá. Trong 3 anh em, Ngọc Hải cũng được nhận xét là người điển trai nhất. Nhờ ca khúc Mưa Bụi, Ngọc Hải trở nên nổi tiếng và được khán giả đón nhận với dòng nhạc trữ tình. Sau khi ghi hình thêm một vài số Mưa Bụi, Ngọc Hải tự sản xuất loạt nhạc tập Tình Đời 1-2-3. Anh cùng anh em trai của mình liên tiếp gặt hái thành công. Ngọc Hải từng chia sẻ, vào thời kỳ đỉnh cao, cát xê của mỗi show diễn của anh vào khoảng 250 đô một bài, quay video là khoảng 500-700 đô. Các show diễn tới tấp đến nỗi ăn ngủ đều ở trên xe là chính, anh từng kể. Thời điểm này, Ngọc Hải nổi tiếng không thua kém Đình Văn, Tài Linh. Không những vậy, anh còn rất thành công khi hát song ca cùng nữ ca sĩ Thạch Thảo. Họ nảy sinh tình cảm và trở thành cặp song ca ăn ý. Ngọc Hải và Thạch Thảo đã cho ra mắt hàng loạt MV gây sốt như Hoa 10 giờ, Tiễn biệt, Làm dâu xứ người, Tình đời. Bên nhau 12 năm, cả hai quyết định chia tay khiến nhiều người tiếc nuối. Mặc dù sự nghiệp đang lên, nhưng Ngọc Hải lại không gắn bó với con đường nghệ thuật. Năm 1993, Ngọc Hải học thêm nghề làm bạc với ý định mở tiệm kinh doanh. Sau đó anh mở thêm studio, dịch phim, công ty giải trí, nhà máy xuất khẩu trái cây. Anh cứ vừa kinh doanh vừa đi hát trong suốt 10 năm. Năm 2003, Ngọc Hải quyết định giải nghệ để tập trung kinh doanh. Sau khi từ bỏ nghệ thuật, Ngọc Hải theo học trường Đại học Quản trị Paris vào năm 2007. Anh lấy được bằng thạc sĩ rồi đến tiến sĩ. Không dừng lại, anh học thêm bằng cao cấp lý luận chính trị. Ngoài ra, anh còn là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Chủ tịch Câu lạc bộ Du lịch Việt Nam và Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhiều năm liền. Vào tháng 4 năm 2023, anh được bổ nhiệm làm trưởng khoa du lịch sức khỏe tại trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại, Ngọc Hải cũng đang là ông chủ lớn khi sở hữu một công ty bất động sản và nội thất có tài sản lên đến hàng trăm tỷ đồng. Không chỉ giàu có, anh còn có một gia đình viên mãn hạnh phúc với vợ và con trai. Gia đình anh đang sống trong một biệt thự rộng đến 700m² tại Bà Rịa Vũng Tàu. Trong một lần chia sẻ, Ngọc Hải từng nói dù được khán giả khắp nơi yêu mến, nhưng anh thấy mình không hợp với số đông. Tôi thích những giây phút yên bình mà không ai biết mình là ai. Tôi sống với đam mê của mình như vậy là đủ rồi. Làm kinh doanh, tôi vui vì tạo công ăn việc làm cho nhiều người, tham gia các công tác xã hội đã giúp tôi khám phá những giá trị tốt đẹp của cuộc sống này. Anh tâm sự, mặc dù không sống cùng nhau, nhưng Ngọc Sơn và Ngọc Hải vẫn giữ mối quan hệ anh em gắn bó. Bất cứ những ngày lễ hay sự kiện quan trọng, Ngọc Hải đều sẽ xuất hiện để ủng hộ anh trai. Về phía Ngọc Sơn, nam ca sĩ nhận xét, em trai là người hiếu thảo và lễ phép, luôn sống hòa đồng, chịu khó học hỏi và cống hiến. Ngọc Sơn luôn tự hào vì có một người em giỏi giang như Ngọc Hải. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.